Nằm canh chăn HO mới lách nhé mọi người. Đây, rễ khỏe nè, rất nhiều rễ. Rồi, bác nào sưu tầm liên hệ báo em nha. Nằm canh chăn HO. Cây này thì nói chung về mọi người trồng cái này là nằm canh chăn bình dân mà, quốc dân. Nên là cái tương lai thì nó sẽ còn rất là lâu dài luôn. HO giờ hồi giờ chưa giờ là hết hot nha mọi người. Rồi, anh chị em nào muốn khởi nghiệp thì liên hệ ngay nhé. Còn đúng một kỳ đây thôi. Bảo hành đến khi ra hoa nhé mọi người. Nở chuẩn cây chuẩn hoa tại vườn rồi, mọi người cứ yên tâm nha. Có đúng kỳ thôi. Đây hôm nay chuẩn bị đi giao cái cây hồng xước cho khách đặt hôm trước. Tranh thủ quay clip HO luôn mọi người. Đây, giang thì ở phía trên đây nha. Vàng em trồng phía trên. Rồi xin cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ạ. Cây này thì nó rơi vào tầm cỡ 3-4 cm vậy. Cây nhỏ cũng không đo cm mọi người. Người thấy ok thì mua thôi ha.